Rồi ok, hello anh em, chào mừng các bạn quay trở lại kênh YouTube của Rock F2P nha. Mới xả đống KH để làm sự kiện các bạn. Mình bấm xong rồi đi mặc cái áo phát rồi tí quên đánh. May mà vào thấy mới có 15 phút thôi. Mặc cái áo xong nói chuyện tí. Trước hết là mình sẽ đánh xong mấy con KH này đã. Sau đấy thì mình sẽ cập nhật cho anh em một cái thông tin mới về cái đội hình sắp xuất hiện trong tựa game Rise Kingdom nha anh em. Thú thật là tôi cũng chưa biết đó là đội hình gì. Tại vì cái mô tả nó trông hơi buồn cười, không biết là anh em nào hôm nay đã để ý thấy cái thông tin đội hình mới chưa. Ở đây mình đánh thêm một con nữa là Hoắc Khứ Bệnh Doan đi, tại vì tôi không nghĩ là liệu con CMG Song Di của tôi có thể làm thịt được hết tất cả đống KH này anh em ạ. Ngày mai là bên mình cũng mở đèo rồi, hôm nay thứ tư, ngày mai tối thứ năm 10 giờ là bên mình cũng mở đèo. Đây là mình cũng gọi là tập trung mình úp công nghệ thôi. Rồi mình xài tiếp nha, nói chung là mình cũng xài hết KH luôn đi. Tiện là lâu lâu đánh thì xài hết luôn cho nó tiết kiệm AP các bạn. Ok, CM mình đánh xong một con này. Nepki Doan thấy cũng khá là ok chứ, khá là trâu ấy. Được đấy, được đấy. Hôm qua mình có làm cái event chơi sự kiện vòng quay Esmeralda ấy. Sau đấy mình thấy ở trên group Facebook cũng nhiều anh em chơi. Thì không biết là liệu anh em sau khi xem video đấy thì anh em có động lực để chơi cái event event vòng quay Esmeralda không? Thì các bạn cho tí bình luận nha. Và các bạn thấy liệu sự kiện đấy có ngon không? Lần sau anh em có chơi không? Cũng có nhiều anh em nói với mình là các bạn chơi không cần mua gói. Không cần mua gói thì mình nghĩ là quá hên. Sự kiện vòng quay này mà các bạn không cần mua gói thì phải nói là quá hên. Đấy, còn nếu mà anh em mà phải mua một gói, hai gói đi, hoặc mình là hai gói chẳng hạn, thì tôi vẫn đánh giá là hên. Còn ông nào mà phải mua bốn gói thì cũng hơi căng. Tại vì bốn gói thì nó là 100 cộng 200 cộng 400 cộng 1 triệu. Nó đã rơi đến con số tầm gần 2 triệu tiền Việt rồi. 2 triệu con số lớn chứ đâu ít đâu. Chơi các event trong game bằng 2 triệu tiền Việt, với 2 triệu các bạn có thể mua mấy con game gọi là siêu cấp pro VIP luôn đấy. Rồi, mình sẽ nhận nhiệm vụ thành lũy tiếp theo nha. Đấy, KH thì đánh thì không cần nhặt nha anh em. Đó, tiếp tục kéo KH, không phải là kéo man dợ nữa. Liệu mình có thể cho con HKB đi qua bên này để ăn thêm con Doan không ta? Ok. Được đấy, được đấy, tranh thủ được tí nào hay tí đó. Cũng gần mở đèo 4 rồi. Chuẩn bị lực lượng thôi. Mình đánh xong mấy con này rồi tôi sẽ show cho anh em về lượng pha lê mình đã kiếm được. Hôm trước thì chắc là băng 30 triệu. Hôm nay mình xả hết đống này chắc là lên được ba mấy triệu. Nói chung là chắc chắn là đèo 4 sẽ có 6 nạm. Rồi. Ok, CM đánh vẫn tốt này. Đấy, Hoắc Khứ Bệnh Doan thì làm gỏi trên này 5 con mà không mất bao nhiêu máu nhở. Mình đang có nhiệm vụ rally 3 cái pháo đài. Mình sẽ vào mình gửi lính đi nhồi pháo đài luôn. Ok, kỵ binh này. Tiếp tục di chuyển đi Hoắc Khứ Bệnh. Di chuyển qua. Bây giờ game nó ra thêm nhiều đội hình ấy, nhưng mà mình nghĩ là anh em vẫn tập trung cho có khoảng 3 cái đội hình thôi. Đa số anh em hiện tại lấy tam giác vòm với một đội hình nữa, tùy người chơi. Như mình thì mình đang lấy đội hình V. Mà thế quái nào mà game nó ra nhiều đội hình thế nhỉ, làm sao mà xài hết được ta? Ví dụ mà game bây giờ nó cho, tôi nói thật nhá, game bây giờ nó cho tính năng như là kéo man với đánh pháo đài ấy, rất là vũ trang ấy, tôi thấy có khi còn hợp lý đấy. Tại vì nhiều vũ trang quá, mình cảm giác nó hơi bị thừa. Ở đây là mình cũng đánh xong rồi, không biết là nhặt hết cái đống này thì liệu có được chọc vàng hay 1.000 game gì không. Đây, hôm nay vào game ấy, mình có thấy có một cái đội hình sắp ra mắt. Ở đây nó ghi là đội hình 3 tuyến, đội quân gây thêm 10% sát thương tấn công combo. Vậy thì sát thương tấn công combo nó là cái gì? Đó. Và chúng ta có nên lấy đội hình này hay không? Thì trước hết là mình đã có cái vòng quay may mắn này, tôi quay luôn để không quên. Rồi, được 4 cái tăng tốc xây dựng để làm gì ta? Làm giá. Vãi, tăng tốc nghiên cứu, tăng tốc xây dựng luôn. Đây là nguyện vọng trái tim, không nguyện vọng trái tim, lát nữa chơi đi. Chắc là trong video này mình chơi nguyện vọng trái tim luôn anh em. Thì trước hết là mình sẽ giải thích cho các bạn về khái niệm đòn tấn công combo. Khái niệm này là mới xuất hiện đấy nhá, và nó mới xuất hiện ở con lưu triệt. Đấy, các bạn có thể thấy này. Đó là khi ở ngoài đầu, mỗi khi đội quân ra đòn tấn công cơ bản sẽ có xác suất là 25% nhận thêm một đòn tấn công combo, hệ số sát thương là 200. Và
Đây là vị tướng duy nhất trong tựa game Dragon Kingdom hiện tại có cái khái niệm là đòn tấn công combo. Thì khi mà mình ấn vào cái dòng này ấy, các bạn cũng sẽ thấy nó hiện lên này. Đòn tấn công combo chỉ chịu ảnh hưởng của đòn tấn công cơ bản. Sát thương tấn công combo chỉ tăng lên nhờ phần thưởng sát thương thường. Đòn tấn công combo không kích hoạt phản công của kẻ thù. Thì cái dòng này nó khá là dài, nhưng mà nhìn chung thì các bạn cứ hình dung là tấn công combo thì nó chính là một cái đòn tấn công thêm. Các bạn cứ hình dung nhá, đây là kẻ địch này, đây là các bạn đi. Thì đây là tấn công thường, các bạn đánh kẻ địch một phát thì kẻ địch sẽ phản công lại, đúng không? Còn nếu mà các bạn có đòn sát thương combo ấy, thì các bạn đánh kẻ địch 1, 2, đó thì phát đầu tiên thì kẻ địch phản công, cái phát thứ hai thì kẻ địch không phản công. Thì đó là cái sự khác biệt giữa đòn tấn công combo và đòn tấn công thường nha anh em. Thì thực ra cái này nó chỉ là thay đổi cái mô tả của con Lưu Triệt thôi. Lưu Triệt thì lúc đầu nó ghi là tấn công thêm một đòn tấn công thường. Thế sau đấy thì game nó update, nó sửa lại thành thêm một đòn tấn công combo. Thì cái sát thương hệ số 200 này thì mình nghĩ là anh em bỏ qua cũng được. Tại vì cái này nó không có cái sự thay đổi, mình không biết tại sao ghi là 200 luôn. Thì ok, như vậy chúng ta sẽ biết được đòn tấn công combo là gì, đúng chưa? Tóm lại là tấn công combo, các bạn vẫn được hưởng gọi là tăng cái sát thương tấn công này thông qua thứ nhất là cái gọi là tăng tấn công này, thứ hai là tăng sát thương đòn đánh thường là đều tăng. Đấy, có cái là không kích hoạt phản kích nhá. Đấy, vậy là Lưu Triệt mà gặp mấy con kiểu CM với Pakkan các thứ thì nó đánh thường hai phát thì cũng không sợ bị phản kích hai lần. Thì cái đòn tấn công combo đấy nó hệ số sát thương là 200. Thì trước hết thì mình ấn vào cái chỗ đội hình ra mắt này đi, cái đội hình 3 tuyến thì nó ghi là thêm 10% sát thương tấn công combo. Thì cái chỗ này ấy mình sẽ hiểu là các bạn sẽ được gọi là tăng cái sát thương đòn đánh thường thứ hai, đúng chưa? Đòn sát thương đầu tiên đánh thường địch phản công, đòn combo thứ hai các bạn tấn công địch không phản công và các bạn được tăng 10% sát thương đòn tấn công combo. Thì đó là cái giải thích cho cái đội hình mới là đội hình 3 tuyến nha anh em. Vậy thì liệu cái đội hình này ấy các bạn có nên lấy hay không? Thì đây là một câu hỏi mình nghĩ là cực kỳ nhức đầu luôn. Đấy, các bạn phải nhìn vào cái số lượng đội hình đang có trong game đã thì các bạn mới hiểu tại sao nhức đầu. Đây, hiện tại chúng ta đang có tới 10 cái đội hình trong game và thêm cái đội hình sắp tới nữa chúng ta sẽ có là 11 đội hình. Vậy thì các bạn lấy cái đội hình đó ấy, các bạn chỉ được tăng duy nhất cho thứ nhất là một con tướng thôi, là con Lưu Triệt. Thứ hai là nó cũng chỉ tăng duy nhất một cái hiệu ứng thôi, đó là cái hiệu ứng đòn tấn công combo. Đó, vậy nên là nếu mà các bạn lấy tăng 10% sát thương đòn tấn công combo ấy, nếu mà chúng ta so với các bạn lấy đội hình vòm thì mình có thể tự tin là đội hình vòm chắc chắn sẽ tốt hơn. Tại vì đội hình vòm ấy các bạn sẽ tăng tấn công của con tướng chính này, tăng tấn công của tướng phụ này, đúng không? Gọi là sát thương thường của tướng chính tướng phụ này. Các bạn tăng sát thương trừng phạt này, các bạn tăng cả sát thương phản công. Đó, còn cái sát thương combo ấy nó chỉ tăng có mỗi cái sát thương của cái chiêu chuyên môn của con Lưu Triệt thôi, mà nó tăng có 10% trong khi đội hình vòm tăng đúng là bằng một nửa 5%, nhưng mà nó tăng xuyên suốt luôn. Nên là đội hình vòm mình nghĩ là vẫn quá là mạnh khi mà các bạn kết hợp với Lưu Triệt và sát thương trừng phạt. Còn cái đội hình sắp tới, thậm chí là tôi còn chưa nhớ tên đội hình đó là cái gì, các bạn đọc lại phát. Thì đội hình sắp tới là cái đội hình 3 tuyến. Thì thật sự mình nghĩ cái đội hình này nó không ngon. Mình phải nói luôn là nó không ngon các bạn. Và tôi cũng không hiểu tại sao nhà phát hành cho ra thêm nhiều cái đội hình như thế. Nếu mà ra thêm đội hình ấy để các bạn mang ra ngoài đồng xếp lính cho nó đẹp đi, kiểu mang ra ngoài đồng các bạn nhìn cái đội quân ra cho nó đẹp ấy, thì ok. Chứ còn nếu mà nói về độ hiệu quả thì bây giờ trong game có nhiều cái đội hình quá mà các bạn có xài đâu. Đây, ví dụ như đội hình lệch này, ngày xưa các bạn còn chơi Chazan, kiểu những cái đội hình ấy mà các bạn dùng chỉ riêng duy nhất cho một con tướng thôi. Ví dụ đội hình lệch đi, cho Chazan, Mộc Lan, Constantine các thứ chẳng hạn. Thì những con tướng đấy ấy, người ta đâu có lên đâu, tại vì các bạn lên cái đội hình con tướng đó, sau mai mốt các bạn không sử dụng nó nữa là coi như cái đội hình đấy vứt luôn. Đó là một. Tiếp đó là đội hình ô vuông này. Bây giờ thì cũng có nhiều ông chắc các bạn lấy đội hình ô vuông đấy. Mình nghĩ là hai cái đội hình gần như ai cũng chọn là vòm với tam giác rồi. Sau đấy thì có thể là ô vuông. Đấy, chữ nhất là đội hình farm thì chắc chỉ có Nick farm lấy thôi. Đội hình ba cánh tăng tốc độ chạy thì chắc cũng chỉ có Nick farm lấy để nhồi rally chạy các thứ là nhanh. Đấy, ông nào thích móc mỏ thì thấy đội hình ba cánh cũng được. Tiếp đó đội hình mai rùa, cái đội hình này cũng mới, tôi thấy là cũng chả ai lấy. Đấy, tại sao lại chả ai lấy thì còn liên quan đến một vấn đề nữa cơ. Rồi đội hình vòng tròn này tăng chữa lành, hoặc cái đội hình mới nhất ra mắt gần đây đó là đội hình giao thoa. Các bạn sẽ tăng cái tốc độ hành quân, hoặc là quân cho quân tập kết hoặc quân đồn trú ấy, tốc độ hành quân tăng thêm 15%. Thì cái này cho clone cũng được. Đấy, có những cái đội hình tôi lại quên mất nó tên là cái gì rồi anh em. Đội hình 3 tuyến, tên cũng hơi khó nhớ nhỉ, đội hình 3 tuyến. Thì những cái đội hình này ấy, bây giờ nếu mà ra mắt thì kiểu dùng cho mỗi Lưu Triệt thôi. Đấy, mà Lưu Triệt thì bây giờ anh em lên đội hình vòm hết rồi. Và một cái điểm nữa cũng cực kỳ đáng bàn tới luôn, đó là bây giờ trong game nó có bảo hiểm. Đấy, game cũng đã hứa hẹn là sắp tới sẽ tiếp tục là thay đổi cái hệ thống bảo hiểm này của mấy cái đội hình. Thì ví dụ với đội hình vòm, với đội hình tam giác đi, thì các bạn mở ấy các bạn mới tích được bảo hiểm chứ.
Thì nếu mà anh em đã quên ấy, là sau cái vụ mà Mr. Hope với Wild Lion phản hồi đúng không, là nhà phát hành đã thông báo là sau một cái số lượng minh văn hiếm nhất định, đấy chúng ta chưa biết là bao nhiêu nhá, thì chắc chắn các bạn sẽ nhận được một cái vũ trang huyền thoại có minh văn huyền thoại nhá. Đó, tức là đây là nhà phát hành nói nha anh em, nhà phát hành nói là sắp tới họ sẽ thay đổi như thế. Và ví dụ mà anh em đã mở được số lượng minh văn hiếm sẵn đi, ví dụ ở đây mình cũng đã mở được một vài cái minh văn hiếm đi, đó ví dụ minh văn của mình là minh văn chín chắn này, thì game nó sẽ thống kê lại và nó sẽ cho các bạn một cái gọi là minh văn huyền thoại dựa trên số lượng minh văn hiếm các bạn đã mở được của cái đội hình đó nhá. Của cái đội hình đó nha anh em, đấy là nguyên văn nguyên chữ nhà phát hành nói luôn. Thì tại sao mình lại nói về vấn đề này, thì các bạn cứ hình dung á, nếu mà bây giờ chúng ta gọi là dàn trải cái vũ trang của các bạn ra ấy, thì cái tỷ lệ các bạn nhận được ở minh văn hiếm và minh văn huyền thoại ấy, càng ngày nó sẽ càng ít đi. Đó, các bạn chỉ tập trung vào hai đội hình thôi, thì các bạn mở càng nhiều đúng không, là các bạn sẽ càng có tỷ lệ nhận được minh văn hiếm, và minh văn hiếm các bạn nhận được càng nhiều ấy, thì các bạn lại càng có cái bảo hiểm càng ngày nó càng tăng lên này, và các bạn cũng tăng xác suất các bạn nhận được minh văn huyền thoại nữa. Vậy nên là thêm một cái đội hình nữa trong game hiện tại tôi nghĩ là nó không mang lại giá trị gì. Đấy, anh em nào mà biết cái giá trị của việc ra thêm đội hình thì anh em bình luận phía bên dưới. Đấy, cá nhân mình thấy là con Lưu Triệt với cái đội hình vòm vẫn đang quá mạnh, không có lý do gì để các bạn lôi lấy cái đội hình ba tuyến nha anh em. Hôm nay ấy, bên mình cũng hoàn thành xong cái giai đoạn 2 của sự kiện quá khứ huy hoàng rồi, và mình sẽ nhận thưởng luôn nha anh em. Và ở đây thì mình cùng các bạn sẽ chơi cái event ngon nhất, gọi là free đi, kiếm trọng vàng free ngon nhất của tựa game Rise Kingdom nha các bạn. Quá nhiều sự kiện nhất đúng không, nhưng mà sự kiện này đúng là ngon thật. Đấy, các bạn chỉ cần góp tượng của mấy con tướng các bạn không xài nữa thôi, và mình sẽ góp hết nha, cứ góp hết đi anh em ơi. Tại mấy con này các bạn giữ không làm gì hết đấy, đây là cái việc duy nhất mà các bạn có thể tận dụng tượng của mấy con tướng xanh lá này rồi. Những con tướng tuổi thơ đúng không, mới chơi thì ông nào chả có mấy con xanh lá này, nhưng bây giờ không xài nữa rồi, nhà phát hành chẳng không có ý định ra thêm tướng xanh lá đâu. Thôi các bạn bỏ hết đi. Đấy, Saka tôi còn dư tới 3200 tượng này, vãi cả trưởng. Rồi mình sẽ tặng luôn. Tôi không biết là tôi cần tối à, nó ghi thế này là tích được tối đa có 40.000 xu này, cái này là cũng mới có đấy, tích được 40.000 xu là cũng mới có đấy anh em. Phải muốn nút tặng hết ta. Tặng hết tượng Saka luôn, tặng hết tượng còn Lancelot. Đầu game suốt ngày dùng Lancelot để đi móc mỏ với nhặt đá, bây giờ thì cũng là dĩ vãng rồi. Tí nữa con Saka là còn xài nhiều ấy, Saka anh em còn xài để farm các thứ này kia. Tiếp đó là Tomoe Gozen. Nếu mà anh em chưa biết thì đầu game Tomoe Gozen lúc trước nhá, còn bây giờ thì chắc cũng không ai xài, bây giờ game nó dễ rồi. Hồi đầu thì con Tomoe Gozen này cũng được xài rất là nhiều để kẹp với ở Di Song Di, tại vì kiểu nó dễ lên đấy. Rồi Gagios Marius này mình được hơn 20.000 xu rồi các bạn. Ở đây anh em nếu mà được anh em cứ đổi full 40.000 xu luôn nha, tại vì các bạn đổi không hết ấy thì cái xu đấy lúc mà kết thúc ấy nó sẽ đổi cho các bạn thành một cái dương đền bù, cũng khá là ngon. Tại vì đằng nào các bạn cũng không có xài đến mấy cái tượng này nữa mà đúng không, hay là anh em có xài bây giờ xài vào việc gì. Pairing Lead thì mình có max skill rồi. Đây là con Imhotep Tama, góp hết luôn, nó cho cái giới hạn chúng ta cứ góp full lên 40.000 xu luôn nha các bạn. Rồi Matilda này, best tướng tím đào game Hotman. Rồi ok, như vậy là mình đã góp hết rồi. Thì đây các bạn được đổi free 20 tượng cam luôn. Lần trước mình quên mình không đổi, lần này tôi đổi sớm luôn 20 tượng. Tượng tím thì thôi, mình vừa góp tượng tím mình đổi lấy lại tượng tím chi. Sao vàng chắc chắn là lấy rồi. Đấy, sao tím này anh em cũng lấy để bán lấy tín dụng nha. Để tăng tốc 60 phút 100 cái này, ngon, tội gì mà không hút. Rồi chìa khóa vàng thì hút luôn, chìa khóa vàng mở tăng tốc. Tiếp đó là tài nguyên thì mình nghĩ là mình cũng hút thôi. 9.000 xu. Ok, xong bấm được ta. Kìa. Cái con game này lâu lâu nó lag nhỏ, ảo thật đấy. Lại nào. Ok. Anh em nhìn này. Rồi, mãi nó mới cho mình bấm ở chỗ này các bạn. Game bịp à? Rồi, dưới này thì cái mũi tên chống trả này cũng nên mua nha, để bán lấy tín dụng luôn. Rồi, sách kinh nghiệm thì tôi nghĩ chắc thôi. Sách kinh nghiệm thì mất 2.500 xu à, thì mua luôn đi. Trả bao nhiêu, giàu mà anh em. Chọc tím thì thôi nha, chọc tím chúng ta còn góp từ trên này xuống rồi chúng ta mua lại làm gì. Chọc tím đây mình còn có 8.700 chọc, chả cần mua. Chúng ta mua hết trừ chọc tím.
Đấy, cái xu này hết event mà anh em không xài thì nó đổi ra cái đường đền bù đấy, khá là ngon. Đấy, ngon, bú được 20 chọc vàng tiếp. Rồi ok, ở đây thì mình cũng đang có sự kiện nguyện vọng trái tim luôn. Thì nguyện vọng trái tim này thì mình sẽ xem là liệu cái nick của mình ấy có cần lấy con tướng nào không nha các bạn. Nguyện vọng trái tim là một event cũng khá là hay để các bạn lấy những con tướng mà các bạn chưa triệu hồi nha. Ở đây mình xem con tướng nào mình chưa triệu hồi mà mình cần lấy không. Không biết là nó có cho tướng mới không. Trước hết là mình sẽ xem về những con tướng có thể lấy đi. Ở đây là cho lấy lên đến Zanjitka này, lấy lên SC, lấy lên Henry. Nhưng mà các bạn thấy là không có lấy được mấy con tướng gọi là mới nhất nha. Giống kiểu như là hoắc khứ bệnh các thứ là chưa lấy được. Thì ở đây có lẽ là tôi sẽ gọi là xem xét một tí đi, sau đấy tôi sẽ quyết định nha. Mình đang khá là thiên hướng là mình sẽ lấy con Gajamada để mở khóa. Thì ở chỗ tướng chưa triệu hồi này ấy, thì mình đã có thứ nhất là con Suleiman này, là mình đang còn thiếu hai tượng này. Gajamada chưa triệu hồi thì có lẽ là mình sẽ lấy Suleiman với lại Gajamada đi. Còn những cái vị tướng kia ấy, thì có lẽ mình sẽ lấy cái những vị tướng để mắc cái chiêu 1 của nó nha. Thì để mắc chiêu 1 của vị tướng ấy thì mình sẽ phải xem vào cái chỗ mục thành tựu để xem là mình cần mắc chiêu 1 của những vị tướng nào. Thì đối với thành tựu ấy, nó sẽ có những thành tựu yêu cầu các bạn là mắc skill 1 của các vị tướng để nhận được cái khung. Thì có lẽ là cái khung mà mình sắp đạt được gần nhất ấy, nó sẽ là cái khung khung này anh em, khung cung. Thì các bạn có thể thấy khung cung này ấy, nó sẽ yêu cầu mình thứ nhất này là lên cái chiêu của Jisun Shin lên cấp 5 này, chiêu của Chandragupta lên cấp 5, nó chiêu của Cyrus lên cấp 5, chiêu 1 nhá anh em. Rồi chiêu của Moctezuma lên cấp 5. Đấy, thì ở đây mình sẽ cố gắng mình hoàn thành những cái skill 1 ở đây. Đó, trước hết là mình sẽ chọn con Gajamada với Suleiman nha các bạn. Event này thì các bạn cũng có thể lấy những cái con tướng mà các bạn chưa max skill cũng được. Các bạn lấy những con tướng mà các bạn đang muốn lên ấy, ví dụ anh em đang lên dở SCPO đi thì các bạn chọn SCPO, nhưng mà do mình max rồi nên là mình sẽ không có lấy nha. Mình sẽ lấy là Suleiman này, Moctezuma này, Gajamada này, tiếp đó là Jisun Shin và Chazan nha. Ở sự kiện này thì mỗi ngày các bạn sẽ được quay tối đa là 100 lần. Thì mình cứ lấy ở đây quay phát đầu tiên đi. Mình tính là khá là nhiều tượng rồi, 360 tượng. Ok, phát đầu tiên là một tượng Chazan, miễn phí, ngon. À phải nói luôn ấy, đó là ở trong cái map KVK ấy, nó sẽ có một cái thành tựu. Đây, đây là thành tựu mùa nha, sẽ yêu cầu các bạn mở 200 chìa thần hiệu. Đấy thì các bạn cố gắng mở 2 ngày để hoàn thành cái sự kiện này, được thêm 2 cấp của cái nhiệm vụ pha lê thì các bạn sẽ nhận được nhiều pha lê hơn. Rồi mình sẽ mình để xem con Chazan với con Jisun Shin của mình thiếu bao nhiêu tượng nữa chứ. Rồi, mắc chiêu 1 là mình dừng nha anh em. Rồi Chazan của mình đâu? Đây Chazan mình đây nha các bạn. Chazan thì mình thiếu có 6 tượng thôi này. Jisun Shin của mình thiếu bao nhiêu? Jisun Shin của mình thiếu 5 tượng. Đó là hai con tướng gần nhất, còn mấy con tướng kia thì lấy bao nhiêu tượng cũng được nha. Rồi ok, mình sẽ quất luôn. Đây nguyện vọng trái tim, 10 chia. Có cái gì ngon nào? Ok, hai tượng Chazan, một tượng Gajamada, được, rất nhiều tài nguyên, cực kỳ nhiều tài nguyên. Đấy, clone chơi sự kiện này cũng ngon nha. Tài chia thần hiệu thì các bạn tích có mấy event cũng được. 10 chia nữa. Yes, nice. Một con đầu củ tỏi nguyên các bạn. tính ra là 11 tượng đầu củ tỏi à. Chazan thêm một tượng này, ok. Vậy Chazan mình được 3 tượng rồi. Được một con tướng nguyên là ngon anh em ạ. 10 tượng đấy. Hai tượng Moctezuma, được. Thực ra tôi đang có ý định lên Moctezuma để kéo man, không biết nó kéo ngon không. Rồi, Gajamada Chazan này. Chazan hình như chưa đủ 6 tượng đúng không? Moctezuma này. Ok, lên nào. Rồi, úi xong ra Chazan nhiều nhở. Ai nổi ra Chazan nhiều thật anh em ạ. Ủa, nó triệu hồi Suleiman tôi được luôn cái gói nạp. Nó triệu hồi vào luôn nha, chứ không cho 10 tượng ở đây đâu. Chazan là mình đủ rồi đấy. Chazan đủ rồi. Lên skill nè. Ủa, vãi vẫn thiếu một tượng. Ngáo chó thật sự. Tiếp tục. X10. Ủa, sao Chazan ra nhiều nhở. 3 tượng Chazan. Ok, Chazan mình đã max skill 1 rồi. Mình sẽ đổi sang con tướng khác nha. Đó là một cái cách để các bạn chơi nguyện vọng trái tim. Đấy, tại sự kiện này thì bây giờ nếu mà anh em mà chưa mắc tướng thì các bạn chỉ có chơi để gọi là lấy mấy con tướng làm để lấy khung thôi.
Đấy, mình thấy cũng có một số bạn đặt cái vấn đề là làm thế này, làm thế nào để lấy khung súng nhanh ấy. Thì đó, cái cách nó cũng tương tự như vậy nha. Đấy, khung súng thì nó sẽ yêu cầu các bạn mắc skill 1 của những con tướng ở KVK2. Mà những con tướng đấy thì bây giờ nói thật anh em là có mấy ai lên đâu. Các bạn ấn vào thành tựu này. Đó, khung súng sẽ ở mục tiên phong nha. Thì đây, các bạn cần 1000 điểm để lấy khung súng. Thì các bạn thấy này, nó yêu cầu các bạn cũng mắc chiêu 1 của như là Charlie May này, chiêu 1 của Võ Tắc Thiên. Các bạn thức tỉnh thì các bạn được thêm nhiều điểm hơn. Đấy, nhưng mà tầm này thì ai đầu tư để thức tỉnh mấy con này nữa. Nhưng các bạn mắc chiêu 1 là được. Đấy, mình đã mắc chiêu 1 con Chanan rồi. Mình nhận đây thêm được 10 điểm thành tựu này. Ở Jisung Shin thì mình còn thiếu nha. Ở Chanagupta, Cyrus à. Ok, tôi nghĩ là chắc là tôi lấy Cyrus hoặc Chanagupta đi. Đổi con Chazan sang Cyrus hoặc Chanagupta, mình sẽ xem là con nào nó gần mắc hơn. Thực ra cũng chả mắc được đâu. Trong 200 chìa tôi không nghĩ là tôi có thể lên được chiêu 1 của một con nào hết á. Nhưng mà kiểu xem con nào mình thích thôi ấy. Đây, Chanagupta của mình hiện tại 5 tượng, 5 trên 10. Còn Cyrus đâu ta? Đây Cyrus. Ở Cyrus thực ra mình có một chiều ở đây nữa rồi. Cyrus thì mình có thể nâng là 3111 à. Như vậy Cyrus mình thiếu hai mấy tượng. Ok, mình sẽ lấy Cyrus anh em. Bỏ Chazan lấy Cyrus. Nhớ các bạn đổi bình thường nha. Đây, bỏ Chazan này, lấy con Cyrus. Đấy, có một cái cách nữa các bạn cũng có thể làm là các bạn có thể gọi là nâng hên xui nó vào những cái chiêu tăng chỉ số của mấy con cung ấy. À không phải mấy con cung mà mấy con tướng này ấy. Để một số map KVK như map HA chẳng hạn, nó cho lấy thành lũy của một số con, thì các bạn có thể lấy thành lũy của con đấy. Nhưng mà trước hết là mình nghĩ các bạn cứ làm xong cái thành tựu mắc chiêu 1 đã. Ok, mình quay tiếp 10 vòng nữa nha. Còn có 40 vòng nữa à. Vãi cho mà toàn bóc Tezuma. Bóc Tezuma, Jisung Shin, Gajamada. Lại Suleiman. Ngon, một con bóc Tezuma nguyên, nãy sư. Con này kéo man chắc ngon anh em ạ. Nãy giờ ra nhiều bóc Tezuma lắm rồi đấy. Cũng đỏ nhờ. Cũng đỏ đấy, cũng đỏ đấy anh em. Thực ra 100 chìa mà mình ra được hai phát tướng nguyên là tôi nghĩ là đỏ đấy. Có những lần mình quay được 3 phát tướng nguyên, nhưng mà những lần đấy là quá đỏ rồi. Rồi ok, như vậy là mình làm xong 10 phát cuối cùng rồi. Được hai gói nạp luôn. Hai gói nạp thì chắc chắn là mình sẽ nạp rồi, mấy gói đấy ngon mà. Mình sẽ xem con móc Tezuma nha, để xem con này kéo man. Mình thấy nhiều người kéo man một con này đấy, nhưng mà chắc phải lên được mức skill bao nhiêu. Ui, 30 tượng luôn này. Nâng luôn. Nâng luôn. Ngày mai khi mắc chiêu 1 ông ta. Con này nếu mà mắc chiêu 1 thì thực ra thì gây đam thôi, không có gì hết. Chiêu 2 tăng sát thương người dã man. Tăng kinh nghiệm, nhận được kinh nghiệm chả cần. Giảm máu của người dã man không làm gì. Mình nghĩ là chủ yếu chúng ta lấy chiêu 3. Chiêu 3 là cái mỗi khi đội quân chịu bùa hại máu, mỗi khi ra đòn tấn công cơ bản ấy. Đó. Tức là con man đợ nó bị cái bùa hại từ chiêu 1, thì các bạn đánh thường bằng chiêu 3. Đó là các bạn sẽ được hồi. Hồi đây là 700 máu. 700 máu thực ra không nhiều lắm anh em. 700 máu công bằng mà nói thì không nhiều lắm, nhưng mà nó sẽ ngon hơn bảng phòng thủ. Tại vì cái bảng phòng thủ ấy, các bạn đánh các bạn sẽ được hồi 300 máu mỗi lần ra skill. Đây, bảng phòng thủ ví dụ của WeChat đi. Điền quân y là cứ mỗi lần ra skill được hồi 300 máu. Thì như vậy nếu mà con móc Tezuma ấy, con móc Tezuma nếu mà anh em lên được cái chiêu 3 này, lên được cái chiêu 3 này nhá, đạt đến cấp độ là cấp độ 4, là các bạn đã có thể hồi máu ngon hơn so với điểm quân y rồi. Tại vì cái chiêu này cooldown của nó có 5 giây thôi. Tính ra con này kéo man cũng được. Mình sẽ mắc chiêu 1 con này, sau đấy mình kéo man thử cho anh em xem. Trước hết là chưa mắc được, do là hết nguyện vọng trái tim rồi. Ngày mai mình chơi nốt thôi. Còn hai gói này chắc là đến giờ này chắc tôi cũng không cần phải nói nhiều nữa. Anh em nào mà ở chơi Rise Kingdom đấy, đến giờ phút này rồi đấy, các bạn có nạp tiền thì đây là gói ngon nhất. Còn thôi anh em F2P thì các bạn bỏ qua. F2P không nạp một đồng nào thì mình nghĩ là bỏ qua luôn. Và video của mình đến đây cũng là kết thúc rồi. Chúc anh em có một buổi trưa vui vẻ bên tựa game Rise Kingdom. Hẹn gặp lại anh em ở video sau. Bye bye.